Thưa quý vị, tối qua ngày 29 tháng 6 tại di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm của Đình Chiểu xã An Đức huyện Ba Tri, ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động cho lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân của Đình Chiểu đã tổ chức tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Quang Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức các đồng chí trong ban cố vấn cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm có chủ đề Đạo sáng mãi giữa đời giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật ca ngợi quê hương cụ đồ, nói thơ dân tiên, trích đoạn cải lương, lục dân tiên, kiều nguyệt nga, giới thiệu bộ sưu tập tranh và truyện thơ lục dân tiên, qua cảnh về cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu với hình thức kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ 3D nhằm tôn vinh các giá trị sáng tạo và di sản tinh thần của danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu theo các tiêu chí được UNESCO công nhận. Ngay sau buổi tổng duyệt, ban chỉ đạo, ban tổ chức đã góp ý một số nội dung chi tiết để hoàn chỉnh chương trình trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và 30 năm ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre. Tổ chức vào lúc 20 giờ tối nay, 30 tháng 6, tại di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên các đài phát thanh và truyền hình trong cả nước.